Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 16 Phượng Kỳ Sơn im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười lớn. Phó nhất tiếu, hôm nay chấm tạm tha cho ngươi cái mạng, nhưng sau này, có lẽ ngươi sẽ không còn may mắn như vậy. Nhất tiếu im lặng, cúi người hành lễ nghiêm trình, rồi quay lại con đường mình vừa đi qua. Một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, lúc này nàng mới nhận ra mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng Phượng Kỳ Sơn gọi, phó đô úy. Nhất tiếu dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Có muốn biết bước đi tiếp theo của trẫm sẽ thế nào không? Hắn hỏi. Nhất tiếu đứng yên một lúc lâu, rồi tiếp tục bước về phía trước. Phượng Tùy Ca không trở về đình thảo luận chính sự mà rời khỏi hoa uyển, tránh né đám công nhân, lặng lẽ đến cung thất gần hoa uyển nhất. Tuy không nghe được gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy động tĩnh ở hoa uyển, hắn cũng có thể yên tâm phần nào. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười lớn, hắn giật mình căng thẳng, rồi thấy nhất tiếu hành lễ, xoay người đi về phía cổng, phượng tùy ca liền thở phào nhẹ nhõm, phụ vương rốt cuộc cũng tha cho nàng. Đang định rời khỏi cửa sổ, bỗng nghe phụ vương gọi, phó nhất tiếu. Hắn quay lại nhìn, đầy nghi hoặc có muốn biết bước đi tiếp theo của trẫm sẽ thế nào không trái tim phượng tùy ca đập thình thịch lắng tay nghe từng tiếng động nhỏ nhưng phụ vương lại không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhất tiếu trong khi nhất tiếu vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể không muốn bận tâm tiếp tục bước đi phượng tùy ca khẽ bật cười quả thật nàng cố chấp đến bực mình nhưng rồi hắn dần dần ngừng cười lòng đầy nghi hoặc về tính toán của phụ vương bên ngoài hành lang vang lên tiếng công nhân truyền lệnh làng tránh, là quốc chủ khởi giá. Sự yên tĩnh ban đầu bị tiếng bánh xe ngự liễn xé tan thành từng mảnh. Gió lay cửa sổ kêu kẽo kẹt, vọng lại giữa cung thất trống trải nghe thật thê lương. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất tiếu đã không còn ở chỗ đó, trong cung tất an chưa bao giờ u tịch đến thế. Tuyết ảnh buồn bã đi dạo quanh hành quán, từ sau sự kiện ở trường nhai, nàng đã bị giám sát chặt chẽ, thực ra nói là giám hộ cũng là để tự an ủi bản thân nàng bực bội hái một chiếc lá bên đường và xoa nát trong tay hạ tĩnh thạch nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ nhạt nhẽo buông một câu về sau không có việc gì thì đừng ra ngoài thế là nàng trở thành người duy nhất trong hành quán không được tự do đi lại còn ninh phi thì từ kẻ luôn theo nàng như hình với bóng thành con ngựa hoang suốt ngày không thấy bóng nàng buồn đến mức chỉ muốn hét lên nếu không phải tiêu vị nhiên nói cho nàng biết hạ tĩnh thạch đã chính thức đề nghị quốc chủ túc xa cho đón nhất tiếu về hành quán nàng thề là nhất định sẽ đính đinh vào giày hạ tĩnh thạch cắm kim vào gối hắn thêm giấm vào trà và bỏ độc vào chén của hắn qua một khúc quanh trước mặt nàng hiện ra một cổng vòm tròn trên cổng khắc hai chữ linh tích đây là khu vườn hoa hải đường mà nàng phát hiện hôm qua đúng lúc này là mùa hoa nở rộ trong vườn toàn những cây hoa trắng hoặc hồng phấn nàng chậm rãi đi vào vườn, chợt nhìn thấy bóng dáng một người. Đó là một nam nhân cường tráng, tay cầm trường đao sắc ngọc, đang múa trong đỉnh giữa vườn. Tuyết ảnh không hiểu võ thuật, càng không biết bình luận chiêu thức, nhưng từ khi quen biết Ninh Phi đến giờ, đây là lần đầu nàng thấy hắn luyện võ. Chỉ thấy vạt áo hắn tung bay, động tác xoay chuyển linh hoạt và trầm ổn, không chút dư thừa. Mỗi động tác xoay chuyển khiến lùm khí xoáy làm cánh hoa bay tán loạn trong khoảnh khắc ấy nàng hoàn toàn chìm đắm vào cảnh tượng ninh phi cảm nhận có người đến gần liền thu thế dừng lại thấy tuyết ảnh có phần ngạc nhiên hỏi sao ngươi lại đến đây tuyết ảnh chớp mắt vài cái trở về với thực tại rồi bỗng nhiên mỉm cười mắt cong cong ninh phi ninh phi cảnh giác lùi lại một bước tuy thời gian ở chung chưa lâu nhưng hắn rất rõ biểu cảm này của nàng là khi nàng có mưu đồ gì đó Ánh mắt của tuyết ảnh nhìn hắn như người đang đói bụng bỗng nhìn thấy món ngon, thèm thuồng đến chảy nước miếng. Ninh Phi chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, hỏi, người muốn làm gì? Tuyết ảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu với ánh mắt sáng rỡ, cuối cùng mở lời, vừa nãy ngươi có thể dạy ta chiêu đó không? Ninh Phi, điện hạ giao cho ta quá nhiều việc, ta thật sự bận muốn chết. Lăng Tuyết ảnh và Ninh Phi một trước một sau nhanh chóng bước dọc theo hành lang dài của hành quán, phía trước là Ninh Phi mồ hôi rơi từng giọt, phía sau là Tuyết ảnh mắt sáng rực đuổi theo. Tiêu vị nhiên thông minh hơn ngươi, làm chắc chắn cũng giỏi hơn ngươi, ngươi cứ giao hết mọi việc cho hắn là sẽ có thời gian dạy ta thôi, Tuyết ảnh không chốt kiêng rẻ nói. Hắn thật muốn xoay người bóp chết nàng, nhưng Ninh Phi căn bản không dám dừng lại trước đó đã lỡ đồng ý sẽ dạy nàng vài chiêu, lúc tập luyện bằng hoa hải đường thì nàng còn ra dáng, nhưng sau đó nàng lại đòi dùng đao thật. Khi cầm côn ngô đao trên tay, nàng hoặc là múa loạn xả, hoặc là đâm thẳng vào người khác. Nếu Ninh Phi không nhanh nhẹn tránh, trên người hắn chắc chắn sẽ thủng mấy lỗ. Không được, Điện Hạ đã nói, những việc này rất quan trọng, nhất định phải do ta tự mình làm. Nàng vẫn cố chấp cãi lại, bảo rằng vì lần đầu tiên cầm đao nên chưa quen, cần luyện thêm vài lần là được. Nghĩ đến cảnh vườn linh tích đầy xác lá và cảnh hoa gãy, Ninh Phi bước nhanh hơn. Ninh Phi bước nhanh hơn, chỉ cần đi qua cánh cửa phía trước, nàng sẽ. Người đang làm gì? Hạ tĩnh thạch đột ngột lên tiếng, chưa dứt lời, hắn đã xuất hiện ở bên cửa, theo sau là tiêu vị nhiên. Mặc dù hắn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn thoáng hiện nét cười ánh mắt tuyết ảnh bừng sáng, điện hạ, có thể giao cho tiêu tòng quân lo liệu chuyện của Ninh Phi không? Tuyết ảnh có việc rất quan trọng cần nhờ Ninh Phi giúp đỡ. Không được, Ninh Phi kêu lên trước khi hạ tĩnh thạch mở miệng. Điện hạ, nàng ấy muốn học đao pháp, nhưng... Điện Hà hãy xem tình trạng phía sau hoa viên hải đường sẽ hiểu. Nếu không trở về trước cầm tú, điện hạ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nàng. Cho nên thần tuyệt đối không thể bị thương học đao pháp hạ tĩnh thạch nhìn tuyết ảnh với vẻ suy tư bổn vương nhớ là lăng đại ca có nói qua nghe vậy tuyết ảnh hơi trùng xuống ấp ốm nói không học thì không học ngươi không thể đi mách cha đâu lần trước nàng trộm cầm kiếm bị phạt một trận nếu cho cha biết không chỉ cầm đao mà còn học mấy chiêu có lẽ sẽ bị phạt cấm đoán không được đọc sách một năm ninh phi vừa mới nhếch môi định cười thì hạ tĩnh thạch lại nói nhưng bổn vương nghĩ rằng con gái cũng nên học vài chiêu để tự về. nếu ninh phi đã dạy ngươi thì hãy tiếp tục học đi nếu ngày sau lăng đại ca hỏi đến ngươi phải nhớ bổn vương chẳng biết gì cả tuyết ảnh lập tức vui vẻ tuyết ảnh sẽ nhớ kỹ cảm ơn điện hạ còn chưa kịp quay đi đã có một cầm tú quân sĩ bên ngoài chạy vào báo tin điện hạ nhấp chính hoàng tử đã đến hiện giờ đang ở sảnh ngoài tuyết ảnh lập tức dựng thẳng mày liễu, vươn tay nắm chặt bên hông Ninh Phi cầm côn mô đao, hắn dám tìm đến đây sao? Ninh Phi vừa chặt chẽ bảo vệ binh khí, vừa nhìn về phía hạ tĩnh thạch, tiêu vị nhiên cũng bước lên một bước, điện hạ, hạ tĩnh thạch phất tay, nếu hắn đã đến, thì sao có thể không gặp tuyết ảnh? Người giờ muốn đi học đao hay muốn cùng bổn vương ra sành ngoài? Tuyết ảnh nhìn hắn một lúc, cuối cùng buông tay khỏi Ninh Phi. Chương 17 Phượng Tùy Ca chỉ nhìn qua Hạ Tĩnh Thạch và đám người theo hắn, rồi nói, ta muốn nói chuyện riêng với Trấn Nam Vương. Sau khi dẫn Phượng Tùy Ca vào trong phòng, Hạ Tĩnh Thạch ngồi xuống cạnh bàn, bình tĩnh nhìn hắn và hỏi, vì nhất tiếu sao? Phượng Tùy Ca hít thở gấp hai lần rồi trở lại bình thường, nói, lát nữa ngươi cử vài người đến thủy vẽ viên đưa nàng tới. Với tính cách điềm tĩnh của Hạ Tĩnh Thạch, hắn vẫn không thể tin nổi, liền đứng dậy ngươi nói thật sao phượng tùy ca gật đầu mạnh mẽ nhưng không nói thêm gì dường như đang suy nghĩ điều gì đó hạ tĩnh thạch lấy lại bình tĩnh hỏi điều kiện của ngươi là gì phượng tùy ca lạnh nhạt đáp không có điều kiện nào cả rồi quay đầu nhìn hạ tĩnh thạch từ giờ đến khi trở lại cầm tú ngươi có đủ khả năng bảo vệ nàng không ánh mắt hạ tĩnh thạch dừng lại ở đôi tay siết chặt của hắn có chuyện gì xảy ra sao Sắc mặt Phượng Tùy Ca thoáng biến đổi, ta hy vọng ngươi sẽ đối xử tốt với Diễn Dương và sau này không cần quá thân cận với Nhất Tiếu. Thấy ánh mắt Hạ Tĩnh Thạch sắc bén lại, Phượng Tùy Ca tức giận nói, ngươi dẹp suy nghĩ đó đi, chuyện này không liên quan đến Diễn Dương. Đó là quốc chủ, Hạ Tĩnh Thạch nói với vẻ nặng nề, khiến Phượng Tùy Ca chấn động, hắn quay mặt đi để tránh ánh mắt của Hạ Tĩnh Thạch. Có thể là ta đang nghi hôm nay phụ vương triệu kiến nhất tiếu một cách độc lập tuy cuối cùng nhất tiếu không có việc gì nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy phượng tùy ca gian nan hít một hơi rồi tiếp tục diễn dương mẫu phi qua đời khi sinh nàng trong những giây phút hấp hối phụ vương đã thề sẽ mang lại hạnh phúc cho diễn dương do đó nếu phụ vương cảm thấy nhất tiếu là mối đe dọa cho diễn dương hắn dừng lại không nói thêm lời nào bởi vì bàn tay hạ tĩnh thạch chậm rãi đặt lên vai hắn, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo, truyền tới làn da hắn. Ta rất cảm kích, hạ tĩnh thạch nhẹ nhàng nói, người cũng thật sự quan tâm đến nàng, phải không? Phượng tùy ca hơi tức giận, vỗ tay hắn ra, đừng có mà tự mãn, ta lo lắng nếu xảy ra chuyện, người sẽ tức giận mà chút giận lên diễn dương. Hắn lùi lại hai bước, nói xong rồi, ta phải đi, người gọi người đến đi. Hạ tĩnh thạch nhìn hắn với nụ cười như không cười trong giây lát, rồi đáp, được. Nhất tiếu co người lại, ôm đầu gối ngồi trên giường, nàng không khóc, dù nghĩ mình sẽ khóc, nhưng thực tế thì không. Khi còn rất nhỏ, nàng đã từng nhặt được một món trang sức mặt ngọc rất đẹp ở hoa viên của phó gia. Nhất tiếu đến nay vẫn nhớ rõ, đó là một bông hoa lan được điêu khắc từ ngọc bạch rất tinh xảo. Nhất tiếu vừa đi vừa ngắm nhìn, tiến về phía hậu viện, mẫu thân nàng chưa bao giờ có món trang sức nào giống như vậy, và món trang sức này thật sự rất hợp với nàng. Nhất tiếu, bỗng dưng có tiếng gọi từ phía sau, nhất tiếu quay lại, thấy đại phu nhân dẫn theo hai nha hoàn chậm rãi tiến đến, người đang cầm cái gì trong tay vậy? Đại phu nhân là con gái của quan, nàng đã gặp qua vài lần, là một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp, được phụ thân yêu thương. Nhất tiếu đưa món trang sức cho bà, Ta nhặt được, đại phu nhân cầm lấy và xem xét. Món trang sức này ta vô ý đánh rơi, nếu ngươi nhặt được, ta cũng không cần nữa. Đại phu nhân đứng thẳng, đặt món trang sức trước mặt Nhất Tiếu, "Ngươi định mang đi đâu?" Nhất Tiếu theo bản năng đưa tay ra, "Ta muốn tặng cho mẫu thân." Đôi môi xinh đẹp của bà nở một nụ cười khinh miệt, "Vừa rồi ta quên nói, ta mang theo đồ vật không phải là thứ mà những kẻ hạ đẳng như các ngươi có thể chạm vào." Nói xong, bà nâng tay lên và ném món trang sức xuống đất. Món trang sức vỡ nát. Nhất tiếu cúi đầu nhìn những mảnh ngọc vỡ trên đất. Đại phu nhân cười lạnh, đừng quên thân phận của mình, cũng đừng mơ tưởng đến những thứ vốn không thuộc về ngươi. Một cơn gió thoảng qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa, nhất tiếu hơi động đậy, rồi từ từ nằm xuống sập để thư giãn. Trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng hạ tĩnh thạch, trên đường về Vương Thành hắn đã nhìn thấy một cô gái đi qua với món trang sức tương tự, không thể không nhìn thêm hai lần. Hạ tĩnh thạch sau đó cười hỏi nàng, sao vậy, người cũng thấy hứng thú với những thứ này sao? Nàng do dự một chút rồi kể cho hắn nghe câu chuyện cũ. Hạ tĩnh thạch nghe xong, giả vờ tức giận dùng roi ngựa nhẹ nhàng đánh vào bà vai nàng, ngươi không có chi khí gì, bất luận là bình dân hay vương tộc, đã được sinh ra làm người thì phải biết rằng mình có giới hạn dù có thân phận tôn quý ra sao cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường cũng sẽ có sinh lão bệnh tử vui buồn làm sao có thể lấy tiêu chuẩn hời hợt để đánh giá bản thân thấy nhất thiếu gật đầu hắn tiếp tục sau này bất kể ai chỉ cần dám nói với ngươi như vậy ngươi cứ việc đánh hắn một trận và nói đó là mệnh lệnh của bổn vương nhớ chưa nhớ rồi nàng cười lớn điện hà cũng đừng quên nếu có ngày nào đó gặp rắc rối, ngươi phải làm chỗ dựa cho ta. Sau khi mẫu thân qua đời, Nhất Tiếu đã tìm thấy một chiếc hộp chứa đồ di sản của mẹ nàng. Khi mở ra, bên trong là một bộ trang sức ngọc quý, mỗi món đều là hoa lan được khắc tinh xảo. Hộp được trang trí bằng lá vàng mỏng và có chữ viết nữ nhi Nhất Tiếu khấu thường. Nghĩ đến đây, Nhất Tiếu bật cười nhẹ, đến giờ nàng chưa từng nói với Hạ Tĩnh Thạch về điều này dù có chép lại chữ viết của mẹ nàng, mẹ cũng không thể nhận ra, bởi vì nàng không biết chữ. Vì thế, những bức thư nàng gửi luôn nhờ cha truyền cho. Cười xong, bỗng dưng lòng nàng chua xót. Điện hạ, tại sao nhất thiếu lại nhận ra rằng, thân phận khác nhau giữa người với người mãi mãi không thể tạo nên sự bình đẳng, và những thứ vốn không thuộc về mình thì thật sự không bao giờ có được. Nghe thấy tiếng bước chân, nhất tiếu từ từ ngồi dậy, phượng tùy ca tiến thẳng đến bên giường đưa cho nàng hai viên thuốc nhất tiếu nghi ngờ lại gần để nghe mùi vị giống như lần trước nhưng tại sao lần này lại là hai viên nhanh lên ta chờ ngươi bên ngoài phượng tùy ca nói xong rồi xoay người đi ra ngoài chờ chút nhất tiếu đứng dậy đuổi theo chúng ta sẽ đi đâu chúng ta phượng tùy ca dừng lại quay người khóe môi khẽ nhếch không phải là chúng ta chỉ có ngươi thôi nhất tiếu mím môi rồi vô tình nuốt viên thuốc vào miệng đi thôi phượng tùy ca vẫn đứng yên nhìn nàng một lúc lâu bỗng nhiên lấy ra một chiếc túi thơm có hình mũi tên nhét vào tay nàng cái này vốn ta định chuẩn bị để đáp lễ cho ngươi nhưng bây giờ ta không muốn so đo nên tặng cho ngươi nhất tiếu hơi ngỡ ngàng không kịp cầm chiếc túi thơm bị phượng tùy ca kéo xuống cầu thang vòng qua vài hành lang thấy trước mặt chính là cửa vào thủy vẽ viên Chờ một chút, nhất tiếu bỗng nhiên vùng vẫy, nếu ta thấy điện hạ cùng tuyết ảnh, sẽ không chỉ hoãn lâu đâu, nhưng Phượng Tùy Ca căn bản không quay lại, chỉ mạnh mẽ kéo nàng đi về phía trước. Đã về rồi, từ xa có tiếng nói quen thuộc vang lên, nhất tiếu theo bản năng liếc qua, nhưng trong đầu trống rỗng. Hạ tĩnh thạch cầm cương ngựa, mỉm cười đứng bên ngoài cửa, Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên mặc thường phục, đứng xung quanh đề phòng. Phượng Tùy Ca hừ một tiếng, nắm tay nàng kéo về phía trước, cúi đầu nói với Hạ Tĩnh Thạch, khi về nhớ đi theo con đường đã đi, thấy nàng đi được mấy bước lại dừng lại ngốc nghếch, hắn cắn răng một cái rồi đẩy nàng đi về phía trước. Nhất Tiếu bị động bước đi, vẫn không tin quay lại nhìn hắn, người phóng ta về sao? Phượng Tùy Ca cười xảo quyệt, nếu ngươi không nỡ thì có thể ở lại, nói xong hắn mạnh mẽ đẩy nàng ra ngoài cửa. Hắn thậm chí không nói lời tạm biệt, mang theo nụ cười xấu xa, từ từ đóng cánh cửa lại. Bên trong cánh cửa, Phượng Tùy Ca nhắm chặt mắt, dùng chán dựa vào cánh cửa, cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần dần xa, hắn mới hít sâu mở mắt ra, xoay người bước vào trong vườn. Nhất Tiếu không tự giác nắm tay Hạ Tĩnh Thạch, nàng cũng không biết mình bị kéo đi như thế nào, trong cơn hoảng hốt, cảnh vật xung quanh như dòng nước chảy trôi về phía sau. Nàng cũng đã từng trải qua một cảnh tượng tương tự nhưng điện hạ nàng không chắc chắn gọi hạ tĩnh thạch cúi đầu nhìn nàng ôn hòa hỏi sao vậy nhất tiếu lắc đầu đôi mắt đã ngấn nước dùng sức ôm chặt lấy eo hắn không phải là mơ hắn đã đến hắn là người chủ động tìm đến dịch quán giọng hạ tĩnh thạch trong gió mạnh có chút run rẩy hắn lo sợ rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm có thể là lương tâm hắn đã thức tỉnh nhất tiếu khẽ cười dựa mặt vào lòng ngực hắn và nhắm mắt lại chương 18 Nhân cớ trở về phòng thêm y phục, nhất tiếu rời khỏi bữa tiệc, lặng lẽ đứng bên một tảng đá xanh trong khu vườn phía sau. Ánh trăng xuyên qua tán lá, như những sợi tơ liễu mềm mại, chiếu xuống mặt nàng một cách tịch mịch. Khi tuyết ảnh khóc lớn, có một giọng nói nhẹ nhàng an ủi ôm nàng. Nàng cảm giác như đã trải qua nhiều kiếp, như một giấc mơ dài và hoang đường. Khi tỉnh dậy, nàng nhận ra mình không còn ở chốn này. Trong giấc mơ, mỗi người đều tốt, Phượng Kỳ Sơn, Phượng Tùy Ca, Phượng Hí Dương, Hạ Tĩnh Thạch và cả chính mình. Họ chỉ đứng từ góc nhìn của riêng mình mà suy nghĩ về người khác. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ là có người hơi ích kỷ, còn có người lại có phần nghĩ cho người khác nhiều hơn. Âm thanh bước chân dồn dập từ hành lang vang lên, bỗng dừng lại, hiển nhiên là thấy nàng. Nhất Tiếu thở dài, quay người đối diện với vẻ mặt không vui của Tiêu Vị Nhiên nói ta thừa nhận mình đã cố ý trốn khỏi bàn tiệc nhưng chỉ muốn một mình suy nghĩ một chút. Tiêu Vị Nhiên sắc mặt có phần dịu lại nhưng vẫn nghiêm túc nói hiện tại tình hình không rõ ràng ngươi không thể tiếp tục hành động tùy tiện như vậy. Nhất Tiếu nghe xong thì bật cười ngươi quả thật ngày càng giống điện hả? Ta không biết điều này có thể lây bệnh không. Tiêu Vị Nhiên như đang suy nghĩ điều gì bỗng nhẹ giọng nói lâm uyên mổ cá không bằng lui mà kết vóng. Nhất tiếu mỉm cười lắc đầu, trên đời có những người như ánh trăng huyền diệu, khiến người ta tự nhiên mê mẩn, nhưng lại khó gần gũi, yêu người như thế thật vất vả. Thà rằng quên đi. Nghe vậy, tiêu vị nhiên mỉm cười gật đầu, người thật sự đã trưởng thành, có thể buông bỏ là tốt. Nhất tiếu nhìn hắn một lát, giả vờ nức nở, trong thế gian này, người hiểu ta, thật sự chỉ có một người. Sau khi nói đùa, hai người bắt đầu trở về nội trạch. Khi Tiêu Vị Nhiên đi tới chỗ rẽ của hành lang, bỗng quay đầu nhìn lại nơi vừa đứng. Hạ Tĩnh Thạch từ từ xuất hiện từ nơi không xa, vẻ mặt bình tĩnh như mặt biển lặng sóng. Dù thời gian có gấp gáp, nhưng việc cưới hỏi của công chúa hoàng gia không thể so với nhà dân thường. Đến ngày đại hôn, mọi sự chuẩn bị cũng không thiếu thốn gì. Ngoài tường thành, cờ sắc màu tung bay, bên trong thành phố tràn ngập sắc đỏ vui mừng. Các con đường chính đã được tân trang lại từ mấy ngày trước, từ vương cung đến hành quán, mọi thứ đều được trang trí lộng lẫy. Thảm đỏ từ cửa cung trải dài đến trước hành quán, cứ mỗi vài bước lại có một người lính cấm vệ túc xa đứng canh. Khi thấy thời gian đã đến, trong hành quán vẫn không có chút động tĩnh nào, trước cửa, những người chờ nghi thức bắt đầu có phần xôn xao. Hạ tĩnh thạch đã thay một bộ lễ phục cắt nhung vàng kim, nhàn nhã dựa vào ghế ngoài sảnh, nhắm mắt dưỡng thân. Tiêu vị nhiên cuối cùng không nhịn được phải nhắc nhở, điện hạ, thời gian sắp qua rồi. Không cần vội, hạ tĩnh thạch bình thản đáp. Sau một lát, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, giọng nói của Ninh Phi từ xa vọng lại, đến rồi, đến rồi. Tiêu vị nhiên thở phào nhẹ nhõm, bước ra cửa, suýt nữa va phải tuyết ảnh. Tuyết ảnh đẩy hắn ra, cười lạnh nói, quả nhiên là anh hùng có khác, thật tàn nhẫn, thật tuyệt vời ta bội phục sát đất. Hạ tĩnh thạch không cho rằng đó là điều đáng trách, nhàn nhạt hỏi, nhất tiếu đâu. Tuyết ảnh khinh bỉ hư một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Ninh Phi vội vã chỉ ra ngoài, đã lên ngựa chờ rồi. Hạ tĩnh thạch lúc này mới đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nói với tiêu vị nhiên, xuất phát thôi. Tuyết ảnh lợi dụng lúc đội ngũ làm lễ chưa tập hợp đã đến bên ngựa của nhất tiếu, nhẹ giọng nói, nếu không muốn đi thì đừng đi nữa, hắn không thể ép buộc chúng ta vào cung xem lễ đâu. Nhất tiếu mỉm cười, không quan trọng, nhanh lên, lên xe đi, chúng ta phải xuất phát. Tuyết ảnh nhấp miệng, nếu không ngươi cũng lên xe, trên đường dễ nói chuyện hơn. Nhất tiếu cúi người nhéo nhéo mặt nàng, nhanh lên, ta theo bên xe ngươi cũng giống nhau thôi. Tuyết ảnh lúc này mới ủy oải xoa mặt mình. Tiêu vị nhiên từ xa thấy cảnh tượng đó, thoáng buông lòng một chút, ánh mắt lại truyền về phía hạ tĩnh thạch thể hiện sự không tán đồng. Khi chuẩn bị xuất phát mà chưa thấy Nhất Tiếu, Hạ Tĩnh Thạch đã ra lệnh cho hắn đi thúc giục. Hắn chỉ biết bẩm báo thật rằng Nhất Tiếu và Tuyết Ảnh không có ý định vào xem lễ, và hắn cũng đã sắp xếp đủ người ở hành quán để bảo vệ họ. Nhưng không ngờ, hành động này có lẽ là vì an toàn của Nhất Tiếu, nhưng lại quá lạnh nhạt với tình cảm của người khác. Tiêu Vị Nhiên nhẹ nhàng the road, Ninh Phi nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy ánh mắt hắn khẽ gật đầu, rồi quay đầu ngựa trở lại. Nhất Tiếu đang nói chuyện tán gẫu với Tuyết Ảnh, khi thấy Ninh Phi chạy tới, Tuyết Ảnh liền im lặng buông màn xuống. Ninh Phi xấu hổ nhìn vào cửa sổ xe, nói với Nhất Tiếu, thực ra không quan trọng, Điện Hạ chỉ sợ các ngươi ở hành quán sẽ gặp chuyện không hay, không phải cố ý muốn khiến ngươi khó xử. Nhất Tiếu nở một nụ cười, ta hiểu, không muốn đi chỉ vì không thích những tình huống phức tạp, các ngươi không cần quá nhạy cảm. Ninh Phi gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, dặn dò, sau này nếu cảm thấy khó xử thì cứ tìm chưa xảy ra, để hắn đưa ngươi về, ta sẽ ở lại với Điện Hạ. Tuyết ảnh đứng sau màn xe cười lạnh, cùng ở lại làm gì? Công chúa là bảo bối của hắn, hắn còn không kịp lo, làm sao có thể hại hắn? Ninh Phi lúc này không muốn cãi vã với nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nhất tiếu, rồi quay lại vị trí của mình. Nhất tiếu mỉm cười nhìn bóng dáng hắn, có một lần điện hạ đã ra lệnh cho ta dẫn hắn vào trận. Hắn bị trọng thương vẫn cố chấp nói mình có thể đi. Đột nhiên bị chưa xảy ra đấm một cú vào ngực, như bao tải từ lưng ngựa ngã xuống. Ta đỡ hắn dậy, hắn lại như lúc nãy, đặt hai tay lên vai ta, tức giận nói, nếu ngươi dám quay về, ta sẽ đánh ngươi tỉnh lại sau ba lần. Tuyết ảnh không biết từ lúc nào đã đánh lên màn xe, nghe đến đó liền nhếch miệng nói, quả nhiên là Ninh Phi, các ngươi lúc đó đi đánh giặc với Túc Sa phải không? Ừm, nhất tiếu từ trong túi lấy ra một vật ném vào trong xe, cái này chắc ngươi chưa từng thấy. Tuyết ảnh nhặt lên, vừa nhìn thấy liền kinh hãi, thêu thật tinh xảo, hương liệu cũng rất quý giá. Nhất tiếu suýt nữa rơi khỏi lưng ngửa, ta đưa cho ngươi xem mà. Lời vừa nói ra, bỗng dưng gợi lại ký ức. Nhất tiếu không biết làm nữ công. Ta đưa cho ngươi xem mà. Phượng Tùy Ca. Ngày hôm đó, bị Phượng Tùy Ca đẩy ra ngoài cửa, nàng đã định nói lời cảm ơn, nhưng may mắn là lời chưa kịp thốt ra thì đã ngậm miệng lại, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị chính mình làm cho sợ chết khiếp. Đó là bùa hộ mệnh, trong lúc hoảng hốt, nghe thấy tuyết ảnh nói, nhất tiếu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn nàng, cái gì là bùa hộ mệnh? Tuyết ảnh lười biếng dựa vào cửa sổ, nhặt lại mũi tên đã ném đi, nói, ta muốn nói là nếu có chữ khắc trên mũi tên này thì đó chính là bùa hộ mệnh dành cho ngươi ý nghĩa cũng rất sâu sắc từ đâu mà có đây không phải bùa hộ mệnh nhất tiếu bỗng dưng có tâm trạng đùa giỡn nếu đã là mũi tên thì chắc chắn là từ người ta mà ra tuyết ảnh dừng lại hành động ném sau một lúc lâu mới liếc nhìn nàng ngươi thật là cố ý ghê tởm nhất tiếu chớp mắt nghiêm túc nói thật sự đó ngươi xem kỹ đi vẫn còn vết máu có thể còn dính thịt vụn nữa. Phó nhất tiếu, ta muốn cắt đứt quan hệ với ngươi. Tuyết ảnh tức giận, định ném mũi tên về phía nàng. Nhưng nàng nhanh chóng chộp lấy, cười hả hê. Tuyết ảnh oán hận lau tay lên màn xe, còn muốn túi thơm thì tự mình đến lấy. Phó nhất tiếu, người thật quá ghê tởm. Nghe thấy ồn ào, Ninh Phi không hiểu quay lại nhìn, cùng tiêu vị nhiên trao đổi ánh mắt nghi hoặc hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Tĩnh Thạch. Hạ Tĩnh Thạch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười không dễ phát hiện. Dù lý do là gì, đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua nàng cười một cách thoải mái như vậy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 19. Trấn Nam Vương rốt cuộc đã khởi hành để nghênh đón hí dương công chúa, hướng về phía vương cung mà đi. Những người đứng phía sau đều nhón chân lên, muốn xem cho rõ vị quân thần được khen ngợi là Trấn Nam Vương. Ninh Phi và Tiêu Vị Nhiên thúc giục ngựa đi từ từ ở phía trước xe ngựa, mười mấy tên hộ vệ theo sát phía sau, vẫn giữ khoảng cách nhất định với con ngựa. Hạ tĩnh thạch trông có vẻ tâm trạng tốt, thỉnh thoảng mỉm cười và hỏi thăm mọi người ở bên đường, khiến cho các thiếu nữ ở đó liên tục thét lên chói tai. Tuyết ảnh bị tiếng ồn làm cho bực bội, che tay lại và hét lên về phía bên đường, túc xa không có đàn ông mà. Cứ nhìn thấy cái gì cũng kêu lên như thế khiến người ta khó chịu. Giọng nói của nhất tiếu bị tiếng hoan hô át đi, vì vậy anh bất đắc dĩ phải quát lớn hơn, nếu là ở nơi có cầm tú thì cũng không tốt hơn đâu, người hãy kéo màn xuống, che đậy một chút. Tuyết ảnh tức giận lầm bẩm gì đó rồi kéo màn xe xuống. Ánh mắt nhất tiếu dừng lại ở khuôn mặt dịu dàng của hạ tĩnh thạch, ánh mắt anh dần dần trở nên sâu lắng nụ cười nhàn nhạt của hạ Tĩnh thạch tạo cho người khác cảm giác rất ôn hòa nên rất ít ai nhận ra đôi mắt nhìn như dịu dàng đó lại ẩn chứa sự tàn khốc dù khi anh phóng mũi tên sắc nhọn cũng không hề có chốt do dự hay sự nuối tiếc nào nỗi đau đớn ấy đến một cách bất ngờ chưa kịp hồi hồn từ sự kinh hoàng nó đã để lại một vết sẹo mang theo nỗi đau tê tái khắc sâu vào tâm hồn chỉ trong chốc lát cảm giác này trở nên quá sức chịu đựng khiến cho anh nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể xóa nhòa đi tình cảm mãnh liệt và sự tuyệt vọng này. Đó cũng là một lần tái sinh, nhưng Nhất Tiếu không hề thích kiểu tái sinh như vậy. Có thể, trước đây Nhất Tiếu thực sự rất hèn mọn, rất nhỏ bé, đó chính là lúc ban đầu của Nhất Tiếu, chưa từng bị thay đổi, cũng là Nhất Tiếu chân thực nhất. Có lẽ không đủ xinh đẹp, nhưng một khi đã mất đi thì vĩnh viễn không thể quay lại hình dáng ban đầu của cuộc sống cũng như tình cảm thuở ban đầu. Khi cùng tuyết ảnh cười đùa, nhất tiếu bỗng nhớ ra mình đã rất lâu không có những khoảnh khắc vui vẻ thoải mái như vậy, rốt cuộc đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã qua nhiều năm mà như một kiếp trước xa xôi. Nhưng lần này, anh rốt cuộc hiểu rằng mình không thể quay về quá khứ, và dần dần nhận ra có những người thực sự có số phận đã được định sẵn với những hướng đi và kết quả rõ ràng. Dù có cố gắng thay đổi bằng mọi cách, cuối cùng cũng chỉ nhận được kết quả đã định. Một tiếng nổ vang lên, và ngay lập tức không khí ồn ào náo động đã trở nên mờ ảo như tiếng gầm. Nhất tiếu giật mình quay lại, thấy các thủ vệ đang giữ vị trí bên cửa cung. Đến rồi, Phượng Hí Dương đang được các cung nữ hầu hả, mặc áo cưới từng lớp. Áo cưới đỏ thẫm được thiêu long phượng bằng chỉ vàng tinh xào, trông thật thanh thoát và sang trọng, mặc dù đã được mặc nhiều lần, nhưng hôm nay khi khoác lên, vẫn khiến các cung nữ phải kinh ngạc trầm trồ. Cô thử đi lại vài bước, khí vui mừng khiến cho làn váy bay nhẹ trong không khí. Bỗng nghe một lễ quan giọng lớn thông báo, giờ lành đã đến, ngay lập tức, tiếng pháo vang lên đinh tai nhức óc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trang phục, cô lại đeo lên một chiếc mũ phượng và châu lễ quan. Phượng hí dương cầm theo nửa bó hoa và nửa chiếc lò hương, cùng với những người hầu nam nữ đi dọc theo thảm đỏ hướng về tuyên đức điện. Lúc này, trong đại điện tuyên đức lộng lẫy, một biểu tượng hỷ được khắc bằng vàng ròng treo ở giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đèn phỉ thúy phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, khiến cho mọi nến càng thêm sáng. Thời gian đang đến gần, nhưng Hạ Tĩnh Thạch vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ngồi trên ghế cao, sắc mặt của quốc chủ Phượng Kỳ Sơn không tốt, mặc dù ông giỏi xem mặt đoán ý, nhưng các đại thần vẫn cười nói chuyện với nhau, âm thanh ngày càng nhỏ dần. Bỗng nhiên có người thông báo rằng Phượng Hí Dương đã đến, trong điện lập tức im lặng như tờ. Tiếng bước chân rào rạt, Phượng Hí Dương bước vào, nhưng không thấy hình dáng hạ tĩnh thạch đâu, cô ngẩn ra một chút rồi lại yên lặng quay ra ngoài. Trong điện, các lễ quan đứng trang nghiêm, mặt đỏ ửng ánh mắt cùng sắc mặt xanh sao của Phượng Kỳ Sơn càng khiến ông bối rối không biết phải tuyên bố thế nào. Một cung hầu chạy vào, ra hiệu cho lễ quan, lễ quan lập tức ánh mắt sáng lên và thông báo, "Trấn Nam Vương đến." Trên thềm ngọc, Hạ Tĩnh Thạch thong thả từng bước tiến tới, đến trước mặt Phượng Hí Dương, khẽ mỉm cười, "Xin lỗi, ta đến muộn." Phượng Hí Dương cười ngọt ngào, "Không muộn, Diễn Dương cũng vừa mới đến thôi." Hạ Tĩnh Thạch lúc này mới bước vào đại điện tuyên đức, Phượng Hí Dương theo sát phía sau các công nữ đã vội vàng chạy tới dẫn theo mọi người đi về phía bên của điện phượng kỳ sơn lạnh lùng nhìn hạ tĩnh thạch và nói ta còn tưởng rằng trấn nam vương lại tái phát bệnh cũ hạ tĩnh thạch tiến lên chào lễ khiêm tốn đáp tiểu vương sơ ý một chút quên mất không biết để lễ vật muốn tặng công chúa ở đâu nên đã chậm trễ một chút mong quốc chủ và công chúa đừng trách ánh mắt của phượng kỳ sơn dừng lại trên gương mặt cầu khẩn của con gái ông thở dài một tiếng hạ giọng bây giờ đã tìm được chưa? Chưa kịp chờ hạ tĩnh thạch trả lời, tiêu vị nhiên đã cầm một món đồ bằng gấm đỏ bước tới bên Phượng Hí Dương và cúi người chỉnh lên. Phượng Hí Dương vén lụa đỏ lên, để lộ chiếc mũ được chạm khắc hình chín con rồng và Phượng ở đỉnh đầu. Chiếc mũ được khảm ngọc quý, Thúy Vân và Thúy Diệp, cùng với một chiếc đỉnh vàng, long Phượng và Châu Báu hòa quyện ánh sáng lấp lánh, trông thật lộng lẫy. Xung quanh đã có người khen ngợi, Quả thật là một tác phẩm tuyệt đẹp. Phượng hí dương mặt ửng đỏ, lấy chiếc mũ ra và nói, "Điện hạ, quả thật có con mắt tinh tường, khó có ai trong thiên hạ có thể so được với chiếc mũ phượng tinh xảo này." Diễn dương ước gì có thể thay ngay lúc này. Hạ Tĩnh Thạch ôn hòa nhìn cô, "Thay cũng không sao cả." Phượng Kỳ Sơn không nhịn được nhíu mày và ho khan một tiếng, xen vào, "Nếu trở về mà lại phải đổi thì có lẽ sẽ muộn giờ, tốt nhất là đừng làm vậy." Phượng Hí Dương lại cười và nói, nếu Điện Hạ có thể nâng tay giúp, Diễn Dương ở đây thay đổi thì thật tốt. Ngay lập tức, cả Điện Phủ trở nên im lặng, ngay cả Phượng Kỳ Sơn cũng ngạc nhiên đến mức quên mất mở miệng. Hạ tĩnh thạch im lặng nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa một cơn bão mạnh mẽ. Ngay khi những lời đó thốt ra, Phượng Hí Dương cảm thấy hối hận. Cô vừa nhận ra Phó Nhất Tiếu cũng đang theo dõi, không biết lời mình có bị hiểu nhầm là đang khoe khoang trước mặt mọi người hay không. Thấy sắc mặt không vui của Hạ Tĩnh Thạch, cô càng khẳng định lo lắng trong lòng mình, sợ bị anh coi thường, nhưng không thể lên tiếng giải thích, sắc mặt cô dần dần nhợt nhạt, cơ thể cũng hơi run rẩy. Bỗng nhiên, Hạ Tĩnh Thạch lên tiếng, "Được." Nhất Tiếu không chớp mắt quan sát hai người trong sân, dù đã chuẩn bị tư tưởng cho mọi khả năng có thể xảy ra tại buổi lễ hôn, nhưng lúc này khi nghe một chữ được từ hạ tĩnh thạch, lòng anh như bị một mũi tên sắc bén đâm vào. Cảm giác đau đớn ùa về, khiến anh không thể kìm nén, như thể cả ngực muốn nổ tung. Nhịp tim anh cũng dần trở nên yếu ớt. Tuyết ảnh nắm chặt tay nhất tiếu, chỉ mong anh có thể kiên trì cho đến khi buổi lễ hôn kết thúc. Trời xanh ơi, nếu người đã đưa nàng đi trong niềm vui, thì lẽ ra cũng nên mang theo cả những tổn thương đi, như vậy mới là công bằng, mới đúng là điều mà công lý cần trong ánh mắt thoáng qua bóng người một giọng nói nam thấp nhẹ nhàng bên tai nói đưa nàng ra ngoài ở phía sau có cửa hông giọng nói nghe có vẻ quen thuộc lại mang theo nỗi lo lắng sâu sắc tuyết ảnh không do dự lập tức nắm lấy nhất tiếu lùi lại nhất tiếu bừng tỉnh nhẹ giọng hỏi sao vậy tuyết ảnh ra hiệu cho anh im lặng rồi dẫn dắt anh lén lút đến gần cửa hông khi cánh cửa mở ra tuyết ảnh nhìn thấy phượng tùy ca đứng khoanh tay ở hành lang sắc mặt cô lập tức biến đổi vừa định lùi lại để tránh bị phát hiện nhưng phượng tùy ca đã nhanh chóng chặn cửa lại nhẹ giọng nói ta không có ý xấu tuyết ảnh và anh rằng co một lúc cuối cùng mới buông tay cùng nhau đi ra ngoài nhất tiếu nhìn thấy anh ta rất ngạc nhiên chớp mắt và cảm thấy mờ mịt sao ngươi lại ở đây tại sao nơi này không có thủ vệ phượng tùy ca nhíu mày ta chỉ là ra lệnh cho bọn họ rời đi một lát, còn ngươi sao lại ở đây? Tuyết ảnh nghe anh hỏi, lập tức quên đi ân oán trước đó, cắn răng nói, cũng không phải bị hạ tĩnh thạch ép tới sao. Sau khi rời khỏi tuyên đức điện, nhất tiếu cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Thấy tuyết ảnh đang tức giận, anh nhoèn miệng cười, vừa rồi chỉ là dừng lại một chút, có hơi khó chịu, đi lại một chút là sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng phượng tùy ca thấy cô cười tự nhiên chỉ có thể nén giận nếu không có việc gì thì tốt một lát nữa còn có tiệc cưới đêm nay tân nhân sẽ ở lại trong cung ta sẽ đưa các ngươi về trước tuyết ảnh nhìn nhất tiếu cầu cứu nhưng nhất tiếu lắc đầu từ chối cuối cùng phượng tùy ca không nhịn được cười lạnh xem ra ta đã xen vào chuyện của các ngươi rồi vậy cứ tiếp tục đi hãy chú ý đến buổi lễ cảm ơn ngươi Nhất Tiếu gần như không thể nghe thấy mà nhẹ nhàng nói khi xoay người, "Đợi đã." Phượng Tùy Ca chặn lại, ánh mắt sắc bén, "Ngươi cảm ơn ta sao?" "Đúng vậy, mặc dù ngươi rất kiêu ngạo và thái độ cũng rất hung hăng, khiến cho ta bị tổn thương." Cô nhìn thấy sắc mặt Phượng Tùy Ca dần thay đổi, khẽ mỉm cười, "Nhưng ta cũng hiểu rằng ngươi có lập trường và trách nhiệm riêng. Dù là kẻ thù, ngươi cũng là người duy nhất đã đối xử nhẹ nhàng với ta." Chương 20. Phượng Tùy Ca cười khổ, ta có thể coi những điều này là lời ca ngợi sao? Tự nhiên có thể, nhưng ta thực sự mang thù, cũng rất dễ quên ân nghĩa, Phượng Tùy Ca, ngươi hãy cẩn thận. Nàng nhìn Nhất Tiếu, rồi quay người đi về phía cửa hông, Tuyết Ảnh cười như không cười liếc nhìn Phượng Tùy Ca một cái, rồi bước nhỏ theo sau. Phó Nhất Tiếu, Phượng Tùy Ca gọi lại nàng, bước lên, không sai ta thật sự kiêu ngạo, thái độ cũng rất quyết liệt, cho nên hắn nở một nụ cười không mấy thiện cảm, bất ngờ tiến lên một bước, ôm chặt nhất tiếu, hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng, người sẽ không quên đâu nhỉ. Tuyết ảnh che miệng nhìn nhất tiếu đang cứng mắc, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, không đợi nhất tiếu dãy rủa phượng tùy ca đã buông nàng ra, lùi lại vài bước, không giấu giếm sự đắc ý của mình, vào đi thôi, lính gác ở đây sắp quay lại rồi nhất tiếu căng thẳng rồi từ từ trở lại mềm mại, khóe môi nàng khẽ nhếch sẽ không quên đâu. Nụ cười của Phượng Tùy Ca từ từ biến mất sau cánh cửa. Trước đây, ánh mắt của nàng không như vậy, lúc đó ánh nhìn nàng không hề trao đảo, như thể luôn muốn nhìn thấu đáy lòng người khác, thỉnh thoảng có chút linh hoạt và mị hoặc, điều đó cũng toát lên sự nguy hiểm, giống như lần ở trong xe đó. Nhưng hiện tại, ánh mắt nàng thiếu đi nhiều sự sắc bén, mang theo chút ủ rũ, và có một loại nhìn thấu lòng người nhưng lại vô vị và sâu thẳm. Chỉ trong một thời gian ngắn vài ngày, nàng đã thay đổi nhiều đến vậy. Tiêu vị nhiên tìm mãi không thấy người mà gấp gáp đến độ nóng này, thấy hai người trở về mới yên lòng, không trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng nói, an toàn là tốt rồi. Lúc này, Phượng Hí Dương đã thay đổi kiểu tóc mới, cùng Hạ Tĩnh Thạch cùng nhau nhận lễ vật từ tay các công nữ. Phượng Kỳ Sơn không biểu lộ cảm xúc, liếc nhìn Phó Nhất Tiếu và Lăng Tuyết Ảnh, rồi mới hướng về phía Phượng Tùy Ca đang lặng lẽ trở về. Hạ tĩnh Thạch đến vội vàng, nên hắn chưa chú ý đến Phó Nhất Tiếu đang đứng trong đám đông, nhưng hành động bất ngờ của Phượng Hy Dương khiến hắn rất tức giận, lợi dụng lúc Hạ tĩnh Thạch không nói gì, Phượng Kỳ Sơn nhìn về phía Phượng Tùy Ca, tính toán làm thế nào để nhắc nhở hắn hòa giải. Bỗng nhiên, Phượng Tùy Ca hơi nghiêng người, như thể vô tình nhìn về phía sau phượng kỳ sơn không tự chủ được cũng nhìn theo tầm mắt của hắn về phía phó nhất tiếu người đang đứng vững môi nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười nhạt phượng kỳ sơn không khỏi cảm thấy mềm lòng nàng thật là một nữ tử đặc biệt lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu ngạo và kiên cường cho dù đối mặt với uy thế của hắn nàng cũng chưa từng tỏ ra chốt nhút nhát nào vì vậy khi phượng tùy ca rời đi hắn không chỉ không măn cản mà còn thể hiện vẻ như không quan tâm. Khi chiếc ly ngọc lễ hợp cần được thả lại vào khay, Phượng Tùy Ca cũng lặng lẽ trở lại chỗ của mình, cảm nhận ánh mắt đang nhìn về phía mình, hắn cố nén sự thấp thỏm trong lòng. Rồi nở một nụ cười tươi tắn với Phượng Kỳ Sơn, nhưng lại tự nhiên nhìn về phía Phượng Hí Dương, người có sắc mặt đỏ hồng vì hơi rượu. Lễ quan đã sớm cười tươi, lên tiếng, chúc mừng đáp lễ. Phượng Kỳ Sơn mỉm cười bước xuống long tòa, tiến tới trước mặt Hạ Tĩnh Thạch và Phượng Hí Dương. Hai người đã thực hiện ba cây lễ, Phượng Kỳ Sơn nâng họ dậy bằng một tay mỗi người, cười nói, nếu đã là người một nhà, thì không cần phải làm lễ lớn như vậy. Khi quốc chủ mở miệng nói, tất cả âm thanh lập tức im bặt, nhạc công cũng ngừng lại, trong điện trở nên im ắng đến nỗi có thể nghe thấy một giọng nói không kịp thu hồi, dối trá. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, Cùng lúc đó quay về phía phát ra âm thanh, Phượng Kỳ Sơn cũng tức giận quát lên, thật là vô lễ. Ninh Phi sắc mặt thay đổi, hạ tĩnh thạch ánh mắt cũng từ từ truyền từ nụ cười nhạt sang sắc thái lạnh lùng. Mọi người chăm chú nhìn vào hai người, một là Phó Nhất Tiếu, một là Lăng Tuyết Ảnh. Phượng Kỳ Sơn mặt mày xanh sao, ánh mắt hiện lên sự hung ác chưa từng có, ai nói vậy? Nhất Tiếu và Tuyết Ảnh đồng thời đáp, là ta, ta nói, rồi lại lườm nhau một cái phượng tùy ca nghiêm nghị tiến lên một bước phụ vương hãy bớt giận có lẽ là nghe lầm cũng nên vậy ngươi nghe được gì phượng kỳ sơn lạnh lùng hỏi phượng tùy ca há miệng thở dốc nhất thời không biết nói gì bên kia ninh phi ánh mắt mong chờ nhìn hạ tĩnh thạch hy vọng hắn có thể lên tiếng cầu tình nhưng hạ tĩnh thạch lại như không nhận thấy ánh mắt sắc bén dừng lại trên người nhất tiếu một tiếng ho khan nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người. tiêu vị nhiên bình tĩnh bước ra từ một bên, cung kính nói: quốc chủ, xin hãy bớt giận. phó đô úy và tiểu thư lăng vừa nói chuyện, tiểu nhân tình cờ ở bên cạnh, không nghe thấy gì sai, nhưng xem ra có lẽ nhiếp chính hoàng tử đã đoán sai, quốc chủ đã nghe nhầm. thật sao? phượng kỳ sơn nhướng mày, mặc dù hắn rất chắc chắn rằng vừa rồi nghe thấy là hai chữ dối trá, nhưng thấy sắc mặt tiêu vị nhiên bình tĩnh chắc chắn hắn có lý do nên mới dám mở miệng, hắn từ từ nén giận, chờ xem tình hình. Tiêu vị nhiên hơi mỉm cười, tiểu nhân dám hỏi, quốc chủ nghe được chính là gì? Ánh mắt Phượng Kỳ Sơn hiện lên sát khí, sau một hồi lâu mới trả lời, người vẫn chưa nghe rõ. Hạ tĩnh thạch sắc mặt dần bình tĩnh lại, lông mi rũ xuống che giấu cảm xúc, nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh thì ánh mắt lại sáng lên. Tiêu vị nhiên vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, cúi đầu nói, Phó Đô Ý và Tiểu Thư Lăng đang thảo luận về hôn sự của Điện Hạ và Tân Vương Phi, và do trong điện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, lời nói chưa kịp dứt, quốc chủ có lẽ quan tâm đến từ cuối cùng, đó là chỗ trống. Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn luận, Phượng Kỳ Sơn nhìn tiêu vị nhiên một lát, rồi mỉm cười gật đầu, thật là một chỗ trống, có vẻ như ngươi đã nghe nhầm, không thể trách hai vị khách quý. Tuyết ảnh tiến lên, cười nhưng không thật sự cười, lễ phép nói là tuyết ảnh vô lễ. Đây là lần đầu tiên tuyết ảnh thấy người sáng suốt và cũng là lần đầu tham gia đại lễ hoàng gia. Vì quá hưng vấn mà nói chuyện hơi tùy tiện, quấy rối quốc chủ, xin hãy tha thứ cho tuyết ảnh. Đến lúc này, Phượng Kỳ Sơn cũng không thể so đo với nàng nữa. Mỉm cười nói, hôm nay là ngày vui, nên náo nhiệt một chút thì tốt, không có gì là tội cả. Câu cuối cùng lại nói với lễ quan. Lễ quan trước đây chưa từng tổ chức nhiều đại lễ hoàng gia như vậy. Ánh mắt có chút ngơ ngác, nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng nói vững vàng. Quốc, quốc chủ, có thể bàn yến. Mặc dù là tiệc cưới, nhưng người tham dự không thể thiếu việc giao lưu, kết nối, trò chuyện và tiếng cười không ngừng bên tai. Phượng Kỳ Sơn chắc chắn rất thương yêu Phượng Hí Dương, nhưng đã ra lệnh cho công nhân mang thêm một chiếc ghế để hạ tĩnh thạch và Phượng Hí Dương ngồi cạnh hắn hạ tĩnh thạch lạnh lùng quan sát đám túc xa thần dân bên dưới họ đều tránh ánh mắt của hắn có người ghen tị vì hắn nổi danh trong quân đội của hai nước có người bất mãn vì hắn được phong làm vương hầu và đứng ngang hàng với quốc chủ hoặc thắc mắc sao hắn lại có thể chiếm được tình cảm của công chúa phượng Hí dương mọi người tỏ ra giả tạo nhưng hắn trong lòng hiểu rõ và không muốn vạch trần ở túc xa ngoài phượng Hí dương ra hẳn không ai thích hắn nhưng vì hôn ước này hắn chỉ có thể ngồi xem và thưởng thức những người này phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trong khi hắn lại đứng ở một góc khác nhìn quanh nơi này xác nhận rằng mình thực sự đang trải qua mọi thứ hạ tĩnh thạch từ từ quan sát mọi người đang diễn xuất cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người phó nhất tiếu nàng mặc một bộ đồ tím nhạt có hoa văn giống như ngà voi tóc xõa sau lưng cùng tuyết ảnh ngồi bên cạnh thì thầm cười nói có lẽ đang bàn về điều gì đó liên quan đến chỗ trống mà họ đã châm trọng. Nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi cùng sự không giấu giếm sát khí của Phượng Kỳ Sơn, ánh mắt hạ tĩnh thạch trở nên đầy sắc thái âm u. Phượng Hí Dương mỉm cười nhìn hắn, đáng lẽ hắn phải là một người chồng yêu thương vợ mới cưới, không chút do dự mà đáp ứng, nhưng cảm xúc đã lấn át lý trí, hắn không thể không tìm kiếm trong ánh mắt của Phượng Hí Dương, chỉ cần thấy một tia tự mãn, hắn sẽ. Hắn khẽ chấn động, vậy thì phải làm sao? ngay lập tức lý trí thúc giục hắn, hắn nghe thấy chính mình nói, tốt, vươn tay lên như một tấm bia đá nặng nề, ánh mắt phía sau không còn ấm áp, khiến hắn cảm thấy như tim mình đang dỉ máu. Hắn không khỏi tự hỏi, không biết có phải có người chết trong lòng hắn không? Định mỉm cười, nhưng cảm giác đau đớn đột ngột biến mất, khiến hắn nhìn về phía ánh sáng kim quan đó, cảm thấy trống rỗng. Là đang mất đi, hay đã mất đi rồi? Không quan trọng nữa từ trước đến nay chẳng phải là kết quả này sao? Hắn thầm cười trong lòng, cũng vậy, có thể an lòng như nước. Dối trá, một âm thanh rất nhẹ nhàng, như thể gió thổi qua vành tai, âm thanh sắc nhọn vang lên, đó là tuyết ảnh thường dùng để châm chọc hắn, làm hắn hoảng hốt, thiếu chút nữa không thể phản ứng được tại sao Phượng Kỳ Sơn lại thay đổi sắc mặt. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn